đứng kế nhau, đứng thái móc lại, móc tay trái vào nhau, hai bạn móc tay dành cho lứa tuổi thanh thiếu nhi. Đây là học kỳ rất có ích cho các cháu, đưa các em vào môi trường quân đội để các em giao lưu học hỏi, rèn luyện ý chí, nghị lực, huấn luyện kỹ năng sống cơ bản, giúp cho các em tự tin trong học tập và trong phát triển để hội nhập vào một giai đoạn hiện đại và phát triển tương lai của các bé. Hoạt động về thể chất, thể lực và lối sống, nhiều bậc phụ huynh rất là yên tâm. Trong kỳ hè quân đội này, các em còn được rèn luyện tính ý chí kỷ luật quân đội, hành quân đi đều bước, đi đều bước. Hàng tiến vào lễ đài là các chiến sĩ tiểu đội 5, tiểu đội 6 thuộc trung đội 3. Trung đội 3 có một ưu điểm, gương mặt luôn luôn tươi và cười rất to. Cho dù đi không đấu, vẫn luôn là khoa yêu đời. Chúc mừng trung đội 3. Riêng.